Xin chào mọi người, không biết các bạn đã nghe tới cái từ Rube Goldberg chưa? Nếu mà chưa thì mình hãy cứ xem cái video này nhé. Rõ ràng nếu các bạn search trên YouTube á, đánh cái từ này vô thì các bạn sẽ thấy là có rất là nhiều những cái video hấp dẫn. Và mọi người sẽ để ý thấy là toàn là những cái video hiện tượng vật lý có thiệt không ạ? Họ tự xây dựng nên những cái hệ thống này, sử dụng những cái thanh que này, sử dụng những cái đồ vật rất là quen thuộc và thường có một cái vật để mà tương tác với những cái đối tượng cản trở này, đó là những cái khối hình tròn, ví dụ như là cái trái banh hay là quả bóng chẳng hạn. Thì Lô có rất là nhiều những cái video mà Red Cat Motion làm á, lấy cảm hứng từ Rube Goldberg. Ví dụ như là video Fast Forward thì mọi người sẽ thấy là có một cái trái banh, là trái banh này sẽ tương tác với những cái vật cản trở mình đã lên kế hoạch sẵn trước, và toàn bộ những cái hệ thống này thì được xây dựng á, dựa trên một cái kịch bản nó có sẵn rồi. Các bạn thấy là có rất là nhiều video lấy cảm hứng từ Rube Goldberg và luôn tạo cho người xem cái sự hấp dẫn thích thú, bởi vì mình không biết là sẽ có cái gì xảy ra tiếp theo. Thì dựa trên cái nguồn cảm hứng này thì Lô cũng xây dựng sẵn các bạn một số cái bài tập rất là thú vị. Các bạn có thấy hấp dẫn không? Bởi một cái hệ thống mà Lô đã lên kế hoạch như thế này. Chưa chắc là ở ngoài đời thì nó sẽ có được một cái sự hoàn hảo đâu, nhưng mà ở trong animation mà mình làm gì cũng được. Thì đây các bạn sẽ thấy là mình bắt đầu bằng việc là mình có một cái cây copia nè, đánh vào trong cái trái bi màu trắng, và trái bi màu trắng này sẽ đụng vào cái trái bi màu đen. Ở Red Cat có một cái bàn bia rất là bự. Đó, cho nên là Lô lấy cái này làm nguồn cảm hứng. Thì khi mà cái trái banh màu trắng này đụng vô trái banh màu đen á, nó sẽ rơi vô lỗ này. Thì các bạn sẽ thấy là cái trái banh màu đen đang chèn lên một cái sợi dây màu trắng và nối vào cái quả bóng. Cho nên quả bóng này sẽ bay lên, đụng vào cái hệ thống cân bằng ở trên. Thì mình có là ba trái banh màu trắng bên phải và cái quả banh tennis ở bên trái. Thì nó bắt đầu lăn theo cái hệ thống máng nước đã được sắp đặt sẵn này, rơi vào cái rồng rọc. Và cái đồng độc này sẽ bắt đầu là đẩy những cái trái banh này rơi xuống cái xô màu hồng, màu đỏ gì đấy. Thì cái xô này nặng quá mới kéo cái chai nước lên, giật cái chai nước đi lên, thì đồng thời cái hệ thống lò xo cũng sẽ bung ra. Và cái hệ thống lò xo này bung ra sẽ đặt vào trong cái thanh ở phía trên này, đang đỡ cái cây gậy đánh góp. Thì cái cây gậy đánh góp này mới bắt đầu là rơi xuống. Đó, đánh vào trong cái quả bi màu trắng. Và quả bi màu trắng này á thì mới là bay lên, đụng vô cái bình. Và cái bình này sẽ nghiêng xuống và rót nước vào trong cái ly. Và kết thúc hành trình của mình thì mình sẽ có một cái ly trà rất là thơm. Thì đây là cái hệ thống mà Lô đã dày công suy nghĩ để xem coi làm cách nào để mà có thể là mình có một cái hệ thống thú vị và có một cái kết quả cũng khá là thú vị. Thì đây thì qua cái này thì các bạn sẽ được học rất là nhiều những cái kỹ thuật animation, cách làm những cái trái banh khác nhau chuyển động, thì vì mỗi trái banh sẽ có những cái tính cách khác nhau, có những cái nhịp điệu khác nhau, cũng như các bài toán ví dụ như là làm lò xo chuyển động nè, rồi làm cho cái quả banh bia nó lăn như thế nào đó. Thì qua cái bài này thì các bạn sẽ được học rất là nhiều những cái kỹ thuật ở trong đó, và một trong những cái quan trọng nhất đó là mình sẽ làm cho camera chuyển động. Thì cái bài này Lô sẽ chia làm nhiều phần để mà các bạn có thể theo dõi cho dễ ha. Ok, mình bắt đầu vào phần 1 luôn nhé. Như thường lệ thì chúng ta phải tách layer trước đã ha. Thì ở trong này thì các bạn có thể thấy là Lô để sẵn những cái mũi tên để làm gai rồi, nhưng mà mình sẽ không cần nó nữa, cho nên là Lô sẽ xóa nó đi. Và nếu mà các bạn click lên cái Adobe Tool này và nhấn phím Enter thì các bạn sẽ thấy là cái size nó khá là bự á. Chiều ngang là 12.900 mấy và chiều cao là 4.971. Mình cứ giữ như thế này thôi, không sao cả. Tại vì khi mà mình đem qua After Effect thì vẫn có khả năng scale nó lại thoải mái. Rồi tạm thời thì Lô sẽ xóa cái logo này ha. Mình quên đi Red Cat Academy được rồi. Và tập trung vào những cái mảng graphic chính của mình. Thì bây giờ thì mình sẽ tách trước những cái mà mình sẽ làm trước cái đó. Nếu mà tách nguyên hệ thống này thì nó sẽ rất là nhiều thứ ở trong đó. Và đầu tiên thì Lô sẽ tách cái clicker này ra trước đã ha. Thì các bạn chỉ việc nhấn chọn nó thôi và tạo cho nó một cái layer. Và các bạn đừng có để nó ở ngoài cái rìa màu đen này, mình phải để nó ở trong, cho nên là Lô sẽ lôi vô trong. Các bạn nhớ cái cách mình sẽ làm là được rồi. Rồi cái thứ hai là cái phần bóng này của nó thì mình tạm thời mình xóa đi, mình không cần. Rồi cái quả banh màu trắng này thì Lô cũng sẽ tạo cho một cái layer mới, và mình double click lên trên cái tên của nó ha, và sửa lại là cái ball. Ví dụ như các bạn sẽ đánh là ball chẳng hạn. Rồi mình sẽ có là cái bóng của nó. Ok, cái bóng của nó thì cái này tạm thời Lô cũng sẽ tách ra luôn. Lô sẽ để là bone shadow. Rồi mình xong được ba cái Đầu tiên thì mình lại tiếp tục tách cái quả banh màu đen này. Cái quả banh màu đen này nó hơi tricky nha, tại vì chút nữa mình sẽ muốn làm cho cái phần số 8 lúc mình cho banh nó lăn á, thì đâu đó cái này sẽ thoát ẩn phát hiện, cho nên là các bạn sẽ cần phải làm quen với một số những cái kỹ thuật mới. Thì đây khi mà tách ra thì tạm thời là Lô sẽ tách riêng cái phần màu đen này và cái phần số 8 này ra. Đây thì Lô sẽ để là number 8. Rồi cái này thì mình cũng sẽ để là billabong, nhưng mình sẽ để là black. Đó, nó cũng có cái bóng ha. Thì Lô cũng sẽ tách ra luôn. Mình copy cái tên này và thêm cái chữ shadow. Cái hệ thống này nó nhiều thứ cho nên là các bạn cần phải đặt tên để quản lý cho dễ. Rồi mình còn có cái lỗ nè. Đó, thì ở đây thì mình đánh cái chữ là hole đâm đuôi là em đúng. Rồi. Bây giờ thì mình có cái quả bóng bay của mình đó, thì ở đây thì Lô vẽ là như thế này để mà mình biết là cái mình mong muốn về cái phần hình ảnh cho nó. Như khi mình làm thì các bạn có thể là xóa cái phần màu kem này đi, mình sẽ đưa nó vào sau. Thì mình có đang nguyên một cái trái banh như thế này, Lô sẽ cắt ra. Đó, dán vào. Hoặc là balloon. Thì nó có hai phần ha, nó có cái phần bóng nè, phần bóng này với phần sợi dây. Thì Lô cũng sẽ tách riêng cái phần sợi dây ra ha. Ok, để ở đây mình đánh là balloon string. Các bạn có thể thấy là phần tách layer cũng là cả là một nghệ thuật ấy. Nếu mà mình tách không khéo thì cái công đoạn mà mình làm animation thì sẽ rất là vất vả luôn đấy. Thì sau khi xong cái này thì Lô cũng sẽ ẩn đi. Rồi, bây giờ thì mình sẽ làm tiếp tới cái phần ở trên này ha, như một cái hệ thống ở trên này. Hệ thống ở trên này thì Lô sẽ tách riêng ra cái quả banh tennis này. Đó, mình đặt là tennis ball. Ok, rồi mình có những cái quả banh màu trắng ở đây. Thấy không? Ok, Lô cũng sẽ tách ra. Lô copy 5 trái banh này trên cái layer 12. Rồi sau đó thì vô trong đây, chọn Release to Layer Sequence để tách cho nó nhanh thôi. Các bạn chọn 5 cái layer con bên trong và lôi ra ngoài. Nhiều bạn á, khi mà làm á, nói Lô là tại sao tách ra rồi mà đem qua After Effect á, vẫn chỉ thấy là một layer. Đó là do các bạn chưa có lôi cái này ra bên ngoài ha. Các bạn phải chọn nó lôi ra bên ngoài. Thì bây giờ cái layer 12 nó trống rồi cho nên mình có thể xóa đi. Thì ở đây thì mình nhớ thôi, 13, 14, 15, 16, 17 gì đấy. Đây là những cái quả banh màu trắng, Lô ẩn đi ha. Rồi mình có cái hệ thống này thì Lô sẽ tách nó ra. Ok, rồi mình có cái máng này ha, cũng tách ra luôn. Cái máng này cũng tách ra luôn. Rồi mình có cái nút bần nè, màu xanh lá, Lô cũng tách ra luôn ha. Cái này thì Lô tách ra mấy cái quan trọng trước thôi. Đó, cho nên là tạm thời thì có những cái Lô không cần đặt tên. Rồi mình có cái hệ thống phía bên này đúng không? Mình có cái bánh răng nè. Cái này thì Lô sẽ rút nó lại ha. Ở đây cái bánh răng thì để làm cho cái phần graphic của mình nó khá là thú vị thì Lô có để theo một số những cái đường stroke á. Rồi các bạn xê dịch nó qua một bên, các bạn sẽ thấy là có một số cái phong cách nó vẽ như thế này này. Nó ví dụ như là nó vẽ cái một cam như thế này đi, xong rồi nó vẽ thêm một cái lớp màu trắng á, dịch qua một bên như thế. Đó, này về cái phần mặt style, phong cách này kia thôi. Thì mình cứ để vô. Ở đây là mình có cái string ha. Lô sẽ tách cái string ra. Đặt tên là cái gear chứ cái gear. Rồi mình có cái phần màu trắng này thì cũng tách ra luôn. Cái này là cái gì đó. Đặt là gear white đi. Ok rồi. Để coi. Cái gear này thì nó có cái lỗ này nữa nè, cái phần ở phía bên dưới này ha. Cho nên là Lô sẽ chọn nó. Mình còn phải tạo ra lại được cái phần lỗ giống như là cái thiết kế góc đúng không? Cho nên là bây giờ thì để cho dễ đi, Lô sẽ chọn cái gear phía bên dưới, chọn cái hình bên trong. Double click lên trên nó ha, thì các bạn mới chọn được cái hình bên trong. Nhấn Command C để cắt nó rồi dán lên trên cái hình màu vàng này. Chọn cả hai layer và vô trong Window, chọn Pathfinder và mình click vào cái option thứ hai. Đó, thì mình cần phải có một cái lỗ cho nó mà. Rồi, đây đâu rồi đây, xóa bớt rồi. Ok, rồi mình có cái xô này cũng gắn liền với cái string. Lô sẽ cắt nó ra một bên, đặt là bucket đi. Ok, rồi mình có cái chai này với cái dây. Lô cũng cắt ra ha, đặt tên cái chai này là bottle. Rồi cái dây này thì cũng tách riêng ra luôn. mình sẽ đặt là auto string. Ok, rồi mình có cái chai banh bãi biển nè, lô cũng tách ra luôn, đặt là decoy beach ball. Và mình có cái phần lò xo cũng cắt ra luôn ha. Lò xo này tricky, nó hơi khó một tí, các bạn phải tách ra 3 phần. Phần màu xanh ở dưới, phần lò xo màu trắng và phần ở trên. Thì cái phần lò xo này đặt tên cho nó là string đại. Cái phần màu xanh này dán đè lên trên cái này. Rồi mình có cái bóng của nó đúng không? Cái này thì cũng không có di chuyển gì nhiều thì cái lò xo. Nhưng mà ở đây một cái là mình sẽ còn có cái trái banh, đó là trái banh nằm lên nó khiến cái banh văng thì cái bóng của nó cũng thay đổi. Những cái này nó liên quan về cái phần tỉ mỉ của những cái đoạn animation á. Cho nên về phần bóng á, thì tạm thời là các bạn có thể là cắt nó ra một cái, mình gọi là shadow guide chẳng hạn. Nhưng ở đây Lô sẽ để là beach ball shadow. Mình làm cái guide thôi, tại vì qua bên kia mình sẽ phải sửa lên nó khá nhiều. Ok, rồi còn dư cái này. Cái này là cái miếng mà của cái phần màu xanh trên này nè. Cái này nè, cho nên là các bạn cũng sẽ phải cần đó. Thì Lô dán lại. Ok. Rồi, xong rồi thì ẩn đi. Thì các bạn thấy là tách lơ sơ sơ mà cũng khá là vất vả đúng không? Rồi mình có cái hệ thống này ha. Cái hệ thống này với cái móc treo đồ thì Lô cũng tách ra luôn, đặt là clone đi. Rồi cái này thì cũng cắt ra. Mình có cái gậy đánh góp nối liền với cái miếng này. Hai miếng này là chung cho nên là cắt ra được không sao. Mình đặt cái tầm ở ngay đây để cho nó chuyển động xuống. Mình gọi là golf stick. Ok. Rồi sau đó thì có cái quả banh này tiếp. Lô sẽ gọi quả banh này là golf ball ha. Nó đi. Rồi có cái chai. Cái chai thì cũng tách ra luôn. Cái chai này có cái bóng nữa. Ok. Thôi xóa đi, làm sau cũng được. Thì có một số cái là mình sẽ phải tạo thêm. Tại vì khi mà đánh vô cái chai này chắc chắn cái chai nó không đứng yên rồi. Phải làm cho cái chai nó chuyển động như thế nào nữa. Rồi mình có cái ly này ha. Cái ly này nó đứng yên cho nên là Lô sẽ cho cái bóng của nó là nằm ở chung trong với cái ly này luôn. Rồi mình có cái bình trà ha. Mình có cái teapot. Ok, cái teapot này khi mà đụng vô thì nó sẽ nghiêng xuống như thế này. Đó, cái dây thì vẫn giữ nó như thường, nó chỉ nghiêng đi thôi. Thì rồi mình cũng cần phải tách cái dây ra nữa. Ở trên cái teapot này nè, các bạn sẽ dán cái hình nơ, cái nút nơ này lên ha. Còn cái dây thì mình sẽ phải tạo nó lên trên, mình sẽ đánh là teapot string. Đó. Ok. Rồi, có một số những cái nhỏ nhỏ, ví dụ như là cái đồng hồ này đi. Thì nếu mà mình làm chuyển động cho nó thì các bạn cũng cắt ra luôn. Ở đây thì cái đồng hồ thì mình làm chuyển động với cái cây kim mà. Cho nên là mình cắt cái phần cây kim ra được rồi. Mình sẽ đặt là để coi gọi là cái gì nha. Hand. Ok, xong rồi các bạn nhớ anh rút nó. Đó, đừng có đi chung. Rồi bây giờ tới cái phần ánh sáng của sổ nè. Này thì cắt ra, tạo ra một cái layer mới rồi dán nó lên trên như thế này. Nhưng mà khi các bạn dán các bạn thấy nó bị mất rồi đúng không? Cho nên là Lô sẽ undo ha, để xem coi là nó có cái hưởng gì không, để đi vô trong nè. Ok, nó không có dị hưởng gì hết. Ở đây có một cái miếng nhỏ gọi là soft line nè. Đó, nó đè lên trên cái cửa của mình. Xóa thử coi. Xóa thử thì ok, cái soft line này nó giúp cho các bạn thấy là cái thanh cửa sắt á, nó có cái màu khác với cái màu phía bên ngoài của nó ha. Rồi vậy thì bây giờ cho dễ thì Lô sẽ cắt cái ánh sáng này ra, tạo một cái layer mới và dán lên trên. Rồi sau đó thì ẩn nó đi ha. Mà Lô sẽ lấy cái phần này này. Tại vì nếu mà xem kỹ á, các bạn đi vô trong thì các bạn sẽ thấy là cái tầng lớp của những cái này khá là khác biệt. Mình có cái miếng này, rồi mình có cái miếng này, rồi mình có cái miếng này, nó nhiều lớp quá. Để coi. Ok, để như thế này cho dễ đi. Các bạn cắt hết nguyên của sổ này luôn. Đó. Đặt tên cho nó là Windows. Và bên After Effects thì mình xử lý lại nó cũng dễ, không có bị cái vấn đề gì hết. Thì cơ bản là mình đã tách lơ xong rồi. Những cái này thì mình không làm chuyển động cho nó, thì mình để nguyên ha mọi người. Vất vả đúng không? Thì nhiều thứ phải tách quá. Nếu mà các bạn tách xong thì các bạn có đâu đó được khoảng 41 cái layer ha. Và bây giờ mình sẽ làm chuyển động cho cái khúc đầu, cho cái câu chuyện của mình.